cánh số 3 không được dặn chặt. Không, em tắt đó. Nói lên. Khi mà gặp cái thời tiết không thuận lợi như trời gió á. Mình nhớ trong cái lúc mà mình chọn cái vị trí bay á thì mình phải kiếm một cái chỗ trống là cái thứ nhất. Đúng rồi. Cái thứ hai là sạch. Mà sạch ở đây là gì? Không có bao bọc mũ hoặc là lá cây gì hết. Tại vì khi cái máy bay mình khởi động lên, nó nâng lên thì nó sẽ tạo một cái luồng gió nó hút vào giữa vậy. Thì khi mà nó hút vào như vậy thì chém vô cánh thì có thể là làm rơi máy bay liền. Cánh số 3 không được dặn chặt. Nhưng mà bây giờ nè, nè, mình khởi động nè. Là nó không. Thấy không? Không, em tắt đó. Nổi lên này. Nó có nghĩa là nó vẫn khởi động được. Thì cái này có nghĩa là sao? Cái này là cảnh báo rồi. Nên thành ra là khi mà mình quên khóa cánh thì con máy bay nó vẫn khởi động được. Thành chỗ này mình lưu ý cái gì? Nhớ đọc mấy cái dòng này. Nhớ đọc mấy cái dòng hiện đỏ lên nha. Đừng có quá tự tin tại sao mà tôi quên khóa cánh mà tôi vẫn bay được nha. Tại vì sao? Nó là cảnh báo mình thôi. Mình khởi động thì nó vẫn bay được. Giống như tại sao là xung quanh có cây cối nè, mình khởi động mà nó vẫn cho mình bay. Thì cái đó là do bản thân của mình là cái người phi công, mình xác nhận cái thông tin đảm bảo an toàn cho máy bay nó bay được. Cái nguyên tắc bay của nó là cái động cơ nó hướng về phía nào á thì động cơ nó sẽ xoay chậm, động cơ phía sau xoay nhanh. Thì nó gây hiện tượng là lúc đầu mình bay á thì nó sẽ bị chúi vậy. Nó ra. Chỗ này mình lưu ý ha. Khi mình cất cánh lên mình phải đảm bảo cái độ cao tối thiểu nó rơi khoảng 2,5 m để tránh hiện tượng là nó thấp quá nó chúi lũn đất luôn. Đó, cái chỗ này là cái chỗ nhớ của phần động cơ này. Radar dùng thì nó báo về cản, nó gặp cây cối rồi nó đứng lại. Nhưng mà nó bị ảnh hưởng bởi cái việc là mình bay nhanh quá là cái radar nó quét không kịp. Với lại cái dây điện còn nhỏ quá, nó quét cũng không kịp. Hoặc là cái kinh nghiệm của mấy anh em phi công về nói á, là trên ruộng mình á, cái cây khô á thì nó sẽ quét yếu hơn cái cây tươi. Nên thành ra là nữa mình bay trong ruộng mà có cây cối hay dây điện gì á thì mình nhớ mình tập trung, khi nó gần ở chỗ đó mình giảm tốc độ lại hoặc là mình điều chỉnh cái ruộng của mình cách xa cái phần đó trước rồi nữa mình xử lý chỗ đó là sao. Khi mà gặp cái thời tiết không thuận lợi như trời gió á thì máy ổng sẽ bay thấp xuống để đỡ tạt. Mà khi mà bay thấp xuống thì anh phải chỉnh gì xuống nữa? Cái làn phun. Đúng, chính xác. Thì sao? Bay thấp thì cái làn nó nhỏ. Mà bây giờ anh chỉnh cái làn quá cao mình bay thấp thì cái tán thuốc nó xuống nè, nó xuống chưa kịp xuống tới dưới nữa, đâu có bự kia đâu. Thì như vậy thì nó lại bị tình trạng là thuốc nó không tới. Không tới ảnh hưởng hoặc là tới mà nó chồng lên nhau nhiều quá cũng không tốt.